phiên tu đi. Ok. Việc trần thế khuyên ai phải gầm danh mà chi lợi lâm làm chỉ, bỏ công danh bột nước ra gì, bùi phú quý như vần mây tan hiệp, sáng cho mây cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời, cái sanh tử đều đuổi kiếp người, thân tư đại lấy đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đã thị thiếu duyên nhân, cái thân này là cái giả thân, nay còn đó ngày mai chưa chắc được, phần nổi bệnh nổi già thúc phược, sống trên đời sống được bao lâu, mới mày sanh kế đã bắt đầu rồi lại năm tam thông kỳ tài thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự ưu, muôn việc đều nướng máy tắt hơi, hơi vừa dứt việc đời thổi cũng dứt, nào của cải vợ con tài vật nắm mất rồi lại nhắm tay không, nghĩa Tào Khang có kẻ chẳng bằng lòng, dành cái giá để mong chồng khác, bỏ con dại mặt đời hành, nghĩ cuộc đời ngẫm lại thật buồn tên, hết mê danh mê lợi mê tình, toàn mượn thu già làm phong cảnh, ngắm cuộc thế vui gì tánh canh, lại gây tình vợ vợ con, thà sớm trưa vui thú nước non, chiều lại niệm A Di Đà Phật, giải thoát tánh xa vật chất, sợ luân hồi toàn hiểm sự hành vi, ở thế gian nhiều chuyện thị phi, vào cửa Phật từ bi hỷ xa. Đọc okay. Xin mời cô Diệu Đạt. Okay. Diệu Đạt có thể lên đọc thêm một bài kinh nữa được không Diệu Đạt? Mình chia sẻ mỗi người xin nhận một. Ok. Con đã thấy sư Pháp Thanh vào rồi. Dạ bây giờ bạch sư, nếu mà bạch sư vào rồi, bạch sư cho con xin biết một cái tín hiệu được không sư? Dạ. Dạ alo. Dạ alo. Dạ alo, giờ con kính dạ, ok dạ. Bạch sư, vậy thì bây giờ con xin thỉnh pháp sư. Con xin xin giới dạ. Con xin thỉnh sư để truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con dạ. Con kính đảnh lễ sư sư Pháp Thanh dạ. Hôm nay con là được cái duyên lành lên để con đọc kinh Tam Bảo, với lại con xin xin giới thọ tam quy và ngũ giới, tính mời tất cả Phật tử cùng tam phương hướng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta hướng về ba ngôi Tam Bảo trong sạch để chúng ta cùng xin thỉnh xin giới ạ. Dạ. Ukha sama ham phần tê quy sùng rakhana tha ti sa ra nê na sa ha pành cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dâm bi mai dầm phần tề quy sung sakhana tha ya ti đa sa nê na sa ha pành cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm bi mai dầm phần tề quy sung sakhana tha ya ti đa sa nê na
saha pành cha sila ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba, và con kính dâng miết lại cho sư Pháp Thanh, bạch sư Hoan Hỷ nhận miết để truyền tam quy của giới và hành Phật tử chúng con ạ. Dạ, xin thay mặt chư tăng truyền phần tam quy ngũ giới đến cho quý Phật tử. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sangkhang saranang gacchami. Duttiyammi buddhang saranang gacchami. Duttiyammi dhammang saranang gacchami. Duttiyammi sangkhang saranang gacchami. Tatiyammi buddhang saranang gacchami. Tatiyammi dhammang saranang gacchami. Tatiyammi sangkhang saranang gacchami. Tisaranang paribbunnang. Dạ, giờ bác sư con, bây giờ con xin sám hối, nãy giờ cái máy con sao nó không có nghe, thì bây giờ con xin đọc lại vậy. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu tha. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti dâm biết ồ mang biết dâm lại rồi. Đô ti dâm biết bút thần sa đà năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đô ti dâm biết thâm măng sa đà năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đủ ti dâm bi sân khăn sa đà năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng là nghề. Ta ti dâm bi bút thân sa đà năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi thâm măng sa đà năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sân khăn sa đà năng ca cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bà na ti bà ta quê ra mê ni si kha bà đăng sa ma lý gia mấy. Con xin dân giữ điều học là quy tánh xa sự sát sanh. A định na đa na quê ra mê ni si kha bà đăng sa ma lý gia mấy. Con xin vân giữ điều học là phi tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra vê ra ma ni si ca bá đăng sa ma ya mít. Con xin vân giữ điều học là phi tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa đa vê ra ma ni si ca bá đăng sa ma ya mít. Con xin giữ điều học là phi tránh xa sự nôi dôi. Xuất ra mê ra yak mắt chấp ba ma đắc thà na vê ra ma ni si ca bá đăng sa ma ya mít. Con xin vân giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Y ma ni ban cha sik kha ba da sa thu căn cáp toa áp ba đê na ni cha ca lăng sam ma rắc thi tập bằng. Chư Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy bình ngũ giới nơi tam bảo rồi phải đáng dân giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Si đà na su ga tinh danh tí si lê na phô gá sâm bá đa si lê na ni pu tinh dân tí tát ma si lăng quý sô thá dê
các chúng sanh được sanh về trời cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang có đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng giữ giới. Bởi cây chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lâm nhờ. Ba na ti ba quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin mừng giữ đều học là cố ý tinh xa sự sắc sanh. Anindada Vedamani Sikha Padang Samadhi Yami. Con xin mừng giữ đều học là cố ý tinh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Vedamani Sikha Padang Samadhi Yami. Con xin mừng giữ đều học là cố ý tinh xa sự hành dâm. Musa Wada Vedamani Sikha Padang Samadhi Yami. Con xin mừng đều học là cố ý tinh xa sự nói dối. Suma Me Raja Madhatana Vedamani Sikha Padang Samadhi Yami. Con xin mừng giữ đều học là cố ý tinh xa sự dễ dương rượu và các sắc sai. Amavante Dạ chúng con xin vâng. Uttamange na vande hang ba da ba sum va ruttamang butthe yo kalito do so buttho kamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vì trần dưới chân Đức Phật là đảng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đêm Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang thammang cha đô vi tham và răng thăm mê vô kalito đô số thăm mô kamatu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sangkhang adutho tamang thang khe yo karito do so thang ko matu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Chúng con chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước mình hoang luôn chờ, trời lo mọc lắng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Dạ alo. Dạ alo, giáo sư có cùng nghe rõ. Ủa sao cái máy luôn không? Bị chi ta? Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc giả ngày trời chẳng sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vạn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
cả tam giới thừa ẩn vô cập mà đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ trinh rõ ràng thỉnh ngài thi pháp nôi đàn tử bi. Chúng con ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đường tí tí vang toàn. Và nam mô Bụt Tha Giá. Và con Tâm Phương con thay mặt tất cả Phật tử đã thỉnh pháp sư và xin giới và thỉnh pháp sư. Và bây giờ con xin nhường biết lại cho đại đức và xin nhận và cho chúng con xin một thời pháp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ra Giá. Hôm nay thì chúng ta học cái phần cuối của cái câu 70 các lễ Bồ Tát Thái. Thì cái đoạn cuối này sư xin đọc lại cái phần tuổi thọ của các cõi chư thiên dục giới. Năm mươi năm của một đời người bằng một ngày một đêm ở cõi chư thiên bốn thiên dương. 30 đêm như vậy thành một tháng, 10 tháng làm thành một năm. 50 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi tứ thiên vương. 100 năm của một đời người bằng một ngày một đêm ở chư thiên cõi trời 33. 30 đêm như vậy thành một tháng, 12 tháng như vậy thành một năm. 1000 năm như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời 33. 200 năm một đời người bằng một ngày một đêm của chư thiên ở cõi trời Dạ Ma. 30 đêm như vậy thành một tháng, 12 tháng làm thành một năm. 400 năm của một đời người bằng một đêm ngày ở chư thiên cõi trời Đấu Xuất Đà. 30 đêm như vậy thành một tháng, 12 tháng làm thành một năm. 4000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Đấu Xuất Đà. 800 năm một đời người bằng một ngày một đêm ở chư thiên cõi trời Tha Hóa Lạc Thiên. 8000 năm của chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Quá Lạc Thiên. 1600 năm của đời người bằng một ngày một đêm của chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm. 16000 chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Sự kiện này xảy ra, này Quý Sa Tha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hành Bồ Tát Thái đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Chính dựa trên trường hợp này, được nói lên rằng, nhỏ nhoi thay là dương quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Trong cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật so sánh cái đời sống ở cõi nhân loại của chúng ta đó, nó rất là ngăn ngủi, rồi cái đời sống của những dục lạc ở thế gian này đó thì nó thấp thỏi. Chúng ta ở cõi nhân loại thì chúng ta đắm nhiễm vô cái sắc thinh vị xúc ở cõi nhân loại mình. Nhưng mà những cái vị chư thiên đó, thì cái thiên xúc thiên lạc của họ đó là nó thù thắng hơn, nó vi tế hơn. Cho nên đó là những cái vị mà chư thiên đó,
họ nhìn, họ so sánh mình chẳng khác gì những cái con kiến, những cái con mối, hay là những cái con ở những cái nơi hầm phân. Mặc dù mình thì mình say đắm vô những cái dục lạc đó, nhưng mà họ nhìn mình, họ nhòm gớm. Tại vì cái sắc của mình nó là thô rồi, nó không có được cao quý như của họ. Nhưng mà mình thì mình đắm say, giống như chúng ta nhìn thấy những cái con côn trùng, những cái con côn trùng thì nó đắm say vào những cái vật chất mà nó cho là phù hợp với đời sống đó. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng ở trên thế gian này đó, tùy theo loại chúng sanh thì có những cái xúc lạc nó phù hợp với từng cái loại chúng sanh khác nhau. Rồi cái tuổi thọ của chúng ta đó, cái thọ mạng thì nó so với họ nó quá ngắn ngủi đi, coi như là một trăm năm của mình á, 100 năm một đời người, mà nếu mà ai mà có phước mà sống đầy đủ 100 năm á, thì mới bằng ngày một đêm ở cõi trời tam thập tam thiên thôi. Mà một cái vị chư thiên ở cõi tam thập tam thiên như vậy đó, thì người ta cái tuổi thọ của người ta đến là cả ngàn năm theo cái tuổi chư thiên. Thành ra đó, cái thọ mạng của ta nó rất là lâu dài, lâu bền. Cho nên đó, là so với cái hạnh phúc ở cái trần gian của mình, nhân loại mình, không có đáng để cho chúng ta bám níu. Cho nên trong cái đoạn này đó, thì Đức Phật dạy là khi mà chúng ta gìn giữ cái ngày bát quan trai giới, nếu mà một cái người cận sự nam, cận sự nữ, nếu mà chúng ta gìn giữ trọn vẹn 8 cái giới này đó cho được trong sạch đó, thì chúng ta sẽ có cái phước báo, và sẽ khi chấm dứt tuổi thọ thì chúng ta tái sanh về cái cõi trời để mà thừa hưởng những cái thiên xúc thiên lạc ở cõi trời. Nhưng mà một điều này đó, chúng phải nhớ rằng đó, Đức Phật dạy chúng ta là từ bỏ những cái thô để đạt những cái quy tế. Chúng ta thọ gìn giữ 8 cái giới này không phải mục đích chính là yếu là để thừa hưởng cái thiên xúc thiên lạc, mà chúng ta làm giảm nhẹ tất cả những cái phiền não, giảm nhẹ những cái đấm nhiễm và ở trong trần cảnh, giảm nhẹ đi cái tâm bám níu vào cái vật chất của thế gian, để chúng ta đi đến cái sự giải thoát. Chứ còn nếu mà chúng ta mục đích mà chúng ta gìn giữ cái bát quan trai giới mà để mà thừa hưởng cái dục lạc của thế gian, là chúng ta cũng còn đắm nhiễm trong cái trần cảnh. Chúng ta từ bỏ những cái thô để đắm nhiễm những cái vi tế hơn. Cho nên ở đây mặc dù là cái lợi ích là chúng ta gìn giữ cái bát quan trai giới đầy đủ 8 điều kiện để mà đạt đến cõi trời, nhưng mà đây là một cái cõi an vui để nó tạo điều kiện, tạo cái nền tảng bản để chúng ta tiếp tục nỗ lực tu tập để đạt đến cái sự giải thoát. Và bây giờ sư xin đọc cái phần chánh kinh, cái đoạn cuối về cái lời dạy của Đức Phật. 24. Chớ giết hại sinh loài, chớ lấy của không cho, chớ nói lời thô ác, chớ uống các thứ rượu say, từ bỏ không phạm hạnh, từ bỏ không dâm dục, không ăn vào ban đêm, tránh không ăn phi thời, không mang các dòng hoa, không dùng các hương liệu, hay nằm trên tấm thảm được trải dài trên đất. Chính hạnh trai giới này được gọi 8 phần do Đức Phật nói lên, đưa đến đoạn tận khổ. Thì sư xin dừng lại ở đây và giải thích cái đoạn này. Hiểu gì thấy rằng sở dĩ mà chúng ta khổ đau là
bởi chúng ta không có gìn giữ những cái học giới cho được tốt đẹp, cái tâm đắm nhiễm vào thụ hưởng vật chất, ăn ngon mặc đẹp, rồi là thích xúc chạm sự êm ấm, thích những cái trò vui của thế gian. Chính những cái đây là những cái phiền não, những cái sợi dây trói buộc chúng ta vào trong cái dòng sanh tử luân hồi. Chúng ta từ vô thủy trôi lăn, rơi vào khổ cảnh, rồi cũng có những lúc chúng ta tái sanh về những cái cảnh giới an vui, nhưng mà chúng ta chưa có hiểu biết để tìm ra cái con đường tu tập đưa đến sự giải thoát. Chính vì chúng ta còn đắm nhiễm trong những cái hưởng thụ vật chất của thế gian, cho nên muốn đưa đến cái đoạn tận khổ đau đó thì chúng ta phải thực hành. Đức Phật nói lên đưa đến đoạn tận mặt trăng và mặt trời được thấy là lành tốt. Chỗ nào chúng đi đến, chúng chói sáng hào quang, chúng là mây chói sáng giữa hư không chúng đi. Trên trời chúng chói sáng, sáng rực mọi phương hướng. Trong khoảng không gian ấy, tài sản được tìm thấy. Trân châu và ngọc báo, lưu ly, đá cầu mai, vàng cục trong lòng đất hay loại canh chá ná, cùng loại vàng sáng chói được gọi là ha tá cá. Tuy vậy, chúng giá trị chỉ 1/16, giới hạnh giữ trai giới đầy đủ cả 8 mặt. Kể cả ánh sáng trăng, giới cả vòm trời sao. Vậy người nữ, người nam hãy giữ theo tịnh giới, hành Bồ Tát trai giới đầy đủ cả 8 mặt, làm thiện các công đức đem lại nhiều an lạc, được sanh lên cõi trời, không bị người cười chê. Thì cái đoạn cuối Đức Phật nói về cái quả báo của cái việc mà gìn giữ tròn đủ đầy đủ cái bát quan trai giới. Thứ nhất là cái người này có được nhiều phước báo về bản thân, trong hiện tại thì giảm thiểu được những cái phiền não, rồi chính những cái do cái sự thực hành bát quan trai giới làm nền tảng, sẽ phát triển cái sự tu tập học kinh học pháp, hoặc là hành thiền, niệm ân đức Phật, ân đức pháp tăng, niệm về cái lợi ích về tứ vô lượng tâm, phát triển từ bi hỷ xả, niệm về cái công hạnh về lợi ích về bố thí, hay là niệm sự thực hành để đạt đến những cái cõi trời, niệm về chư thiên. Thì khi mà làm như vậy đó, thì khi mà cái lợi ích phước báo đó, còn hơn là những cái tài sản ở thế gian, như là trân châu ngọc báo, đá cầu mai ở đây là cũng giống như là ngọc mani, những cái điều mà khi mà những cái người mà có được cái viên ngọc mani này, thì người ta có cái nguyện ước mong cầu cái gì thì sẽ thành tựu cái đó. Nên ở trong đây ngài hòa thượng Thích Minh Châu ngài dịch là đá cầu mai, vàng cục ở đây là những cái thỏi vàng, còn những cái loại khác giống như là vàng mà nó bằng những cái loại gọi là thợ vàng gọi là quặng, nó có những cái tạp chất, hay là vàng mà giống như cát vậy đó, gọi là vàng sa khoáng đó, cái những cái loại vàng đó mặc dù nó cũng quý nhưng mà nó không bằng cái vàng mà nguyên một cục lớn. Nhưng mà tất cả những cái tài sản, thí dụ như ở trong kinh cũng có nói, tài sản trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, các tài sản ấy không bằng 1/16 của
vấn đề mà cái phước báo mà nó phát sanh do chúng ta gìn giữ những cái bát quan trai giới, hay là chúng ta tạo phước cúng dường đến các cái bậc có giới hạnh cao quý, thì cái phước báo nó thù thắng hơn. Và quý vị biết một điều là tất cả những cái tài sản này nè, dầu là vàng bạc ngọc ngà châu báu san hô lưu ly sa cừ mã não đó, mặc dù cái này là nó quý báu đó, nhưng mà sao khi chúng ta hết tuổi thọ thì những cái tài sản này đó mình cũng bỏ lại thế gian. Nhưng mà khi quý vị thực hành đầy đủ mà tám chi phần của bát quan trai giới tạo thành cái phước báo, thì cái phước báo này đó khi chấm dứt tuổi thọ nhân loại mình tái sanh lên cõi trời, thì mình tiếp tục mình thừa hưởng cái thiên súc thiên lạc, tài sản của chư thiên nha. Rồi nếu mà quý vị tái sanh đi bất cứ cảnh giới nào thì cái phước báo này nó cũng đi theo mình. Còn nếu mà mình quá chú trọng tầm cầu vào cái vật chất thế gian thì sau khi mình thân hoại mang chung mình cũng bỏ lại. Cho nên á là cái phước báo, và Đức Phật mới nói á là nếu mà chúng ta tạo phước báo thì cái phước báo nó đón chào mình, giống như là bà con thân bằng quyến thuộc đón chào, hay là cái phước báo này nó sẽ đi theo mình như bóng không rời hình. Đó là cái lợi ích của vấn đề chúng ta thực hành về cái thọ trì gìn giữ bát quan trai giới. Rồi một quan trọng nữa là sao, chính nhờ cái giới học thì nó sẽ phát triển cho cái định học, định học thì nó sẽ phát triển cho tuệ học, hay là cái giới quẩn thì nó sẽ nâng đỡ cho cái định quẩn, mà định quẩn vững mạnh thì nó sẽ đưa đến cái tuệ quẩn, là đưa đến sự giải thoát. Cho nên so với cái bố thí thì cái trì giới nó cao hơn. Nhưng mà trì giới nó cao, nhưng mà so với nếu mà tu tập thiền định thì cái giới nó là thấp hơn. Rồi nếu mà thiền định thì nó tầm làm cái tâm an ổn, tạm thời đè nén các cái phiền não nhưng mà chưa có đoạn trừ được. Nếu mà chúng ta lấy cái tâm định tĩnh, chúng ta phát triển cái thiền tuệ, phát triển về cái trí tuệ để đoạn trừ tất cả những cái lậu hoặc phiền não, thì như vậy đó cái định học đó, nó sẽ hỗ trợ cho cái tuệ học, hay là định quẩn thì nó sẽ hỗ trợ cho tuệ quẩn để đạt đến những cái thánh đạo thánh quả, từ thánh hữu học cho đến thánh vô lậu. Thì đi từng bước, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đi từ thấp đến cao, hay là đi từ cái thô, chúng ta từ bỏ cái thô để đạt được cái vi tế hơn, cứ từng bước để chúng ta đạt đến cái thánh đạo thánh quả cao tột là thánh vô lậu, để đoạn tận tất cả những phiền não khổ đau, để đạt đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là mới là mục tiêu cao cả. Còn chúng ta thực hành để đạt đến những cái cảnh giới an vui, nó là cái phương tiện tạm thời chứ không phải là mục đích cứu cánh. Mà cái mục đích tối hậu của chúng ta đó là để chấm dứt tất cả những cái phiền não, đoạn trừ các cái triền cái lậu hoặc, các cái phiền não ngủ ngầm tiềm miên trong nội tâm chúng ta, để loại bỏ, giống như chúng ta dùng những cái chất tẩy để mà gội đầu, hoặc là chúng ta dùng những cái chất tẩy rửa để giặt những cái y phục của mình, tẩy rửa những cái chất mà dơ bẩn nó bám trên thân thể hoặc là trên cái y phục của mình, để đạt đến cái sự an tịnh
nhà an vui, trong sạch, như là cái ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng. Thì quý vị thấy rằng dù là cái mặt trời hay mặt trăng có những lúc nó bị cái mây che, nhưng mà cái dần mây đó thì nó đâu có ánh sáng, nhưng mà nhờ có cái ánh sáng của mặt trăng hay mặt trời thì chúng ta cũng thấy được cái cụm mây đó nó sáng lên. Thì cũng vậy, nhờ có cái trí tuệ thì lần hồi chúng ta sẽ vượt thoát được tất cả những cái si mê bị che án bởi phiền não. Lần hồi thì cái ánh sáng nó sẽ xua tan những cái mê mờ của án mây của si mê. Thì chúng ta sẽ đến cái trí tuệ sáng suốt để thoát ra những cái phiền não bấy lâu nay nó đắm nhiễm, nó che cái nội tâm, làm chúng ta mê mờ, không thấy rõ được cái chân tướng của vạn pháp, không thấy rõ được các cái thực tính pháp, hay là không thấy được cái chân lý tứ diệu đế. Thì đi từng bước từ cái giới học đạt đến định học và đạt đến tuệ học, mục đích là thành tựu chánh trí, đạt đến giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị những cái hiểu biết. Sau đây thì cũng xin thỉnh chư Tăng, cũng như mời tất cả quý tu nữ và quý Phật tử, chúng ta cùng nhau thảo luận, chia sẻ thêm về cái lời dạy của Đức Phật trong cái câu số 70 là các lễ Ubosatha. Phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca ngang, và cũng kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử có thêm những cái hiểu biết để chúng ta nỗ lực trong những ngày trai giới. Chúng ta cố gắng, có điều kiện thì chúng ta nên gìn giữ tốt đẹp tám cái chi phần. Tám chi phần này thì nó sẽ nâng đỡ chúng ta trong đời sống hiện tại, cũng như là tạo những cái nền tảng, những cái nhân duyên để những ngày vị lai thì chúng ta tái sanh đến những cái cảnh giới được tốt đẹp, an vui, có một đời sống tương đối ổn định để tiếp tục nỗ lực tu tập để hướng đến cái con đường chấm dứt sanh tử luân hồi, thoát khỏi cái tam giới. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Và bây giờ thì xin mời đạo trang và xin ngừng mít lại. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ nguyên như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ bạch sư, nguyên như có một câu hỏi về cái bát quan đó bạch sư. Nếu mình cứ khư khư mình giữ chặt đó thì mình có lọt vào cái nó gọi là giới cấm thủ không bạch sư? Chẳng hạn con ví dụ khi mà chúng con đi lên khóa thiền, con tu thiền thì có những người á họ bị đau bao tử mà họ đó giờ chưa có quen là ăn có một buổi hoặc là ăn sao ngọ thì cái vị này là cứ nhất định là mình phải giữ và phải giữ, mà cái đau bụng á, thì nó rất là đau. Rồi khi mà có việc cần phải đi ra ngoài cái bữa đó, trong chùa có việc đó, thì về trễ ngọ khoảng 15 phút thì cái vị đó lại nhất định là không có ăn trưa.
thành ra khi không tăng, mọi người còn lại thì người ta nói có 15 phút người ta vẫn ăn, mà vị này nhất định là phải giữ giới. Thành ra sau đó đó bị đau cả ngày cả đêm mấy bữa sau luôn mà không có hành thiền được. Thì như vậy mình có lọt trong trường hợp giới cấm thủ không bạch sư? Mà như vậy thì mình so sánh một cái giữ giới bát quan đó mà so sánh cả cái những cái buổi thiền sau đó mình mất hết như vậy, nó có phải là trí tuệ không bạch sư? Dạ, xin thưa giảng giải cho chúng con thêm về việc đó bạch sư. Con xin chân bích lại cho sư ạ. Thì ở đây đó Đức Phật dạy chúng ta giữ giới nhằm mục đích là để ngăn ngừa những cái bất thiện pháp. Chúng ta không nên là quá chấp chặt mà đi đến cái vấn đề mà bảo thủ về cái tri kiến. Thì cái này nó cũng có một cái là mình giữ gìn cái giới cho được tốt đẹp. Cái giới cấm thủ là khi mà mình chấp thủ vào những cái hình thức của ngoại đạo. Ví dụ như là họ là phải thực hành khổ hạnh, rồi mỗi lần sám hối là phải lại bốn phương tám hướng, 108 lại hình thức cái thế này thế khác. Còn ở đây á, nếu mà chúng ta đó xét thấy rằng đó mình có được cái sức khỏe để mà mình mới tu tập được. Còn bây giờ á mà vì mà mình quá chấp vào cái giới để rồi mình không có tu tập, thì cái này á mình thấy là nó cái đường lối nó không đúng. Thành ra đó Đức Phật từ bỏ cái đường lối mà khổ hạnh. Cái đường lối khổ hạnh á là hành thân hoại, nhưng mà nó đâu có giải thoát. Chính vì điều sai lầm này nó là cực đoan. Thành ra đó chúng ta đi trên đường trung đạo. Giống như Đức Phật dạy khi mà chúng ta sử dụng vật thực cũng vậy. Chúng ta không phải là để cho mập cho mạnh, ăn không phải để thỏa mãn cái khẩu vị, ăn không phải để trang điểm như người hát sướng, ăn không phải để cho có sức mạnh như những người võ sĩ, ăn không phải để vui đùa như trẻ con ở thế. Thành ra đó chúng ta ăn là giống như là sử dụng thuốc trị bệnh. Bây giờ nếu mà mình uống thuốc, có những cái loại thuốc nó có thể gây tác hại đến cái đường tiêu hóa, mà bây giờ nếu mà không có những cái chất đó để cản trở cái sức cái tác dụng của cái thuốc đó, thì nó gây ảnh hưởng. Thành ra mình dùng một chút nước bột hoặc là chút sữa hay là chút gì đó để gì, để có cái sự an ổn để mình tu tập. Thành ra mình phải có cái trí tuệ ở đây. Hai cái mình phải phân định rõ ràng. Bây giờ nếu mà không ăn mà bây giờ mình uống thuốc bổ cho thiệt nhiều, thì như vậy là cái tác ý mình cũng sai rồi. Mặc dù mình không ăn, nhưng mà bây giờ sữa insulin quất hai ba ly, uống hay là cái hộp nhỏ mình quất 3-4 lon, thì như vậy là cũng để phục vụ cho cái phiền não, thấy không? Còn bây giờ xét thấy là bây giờ tôi không có ăn, tôi uống một miếng sữa, một miếng nước súp, một miếng nước bột gì đó, để chi? Để có cái sự an ổn, không có tổn hại đến cái hệ hóa, không tổn hại đến bao tử đường ruột, để có sự an ổn để mà tu tập, thì như vậy là cái người trí tuệ. Mình sử dụng nó giống như là sử dụng thuốc. Thì quý vị thấy rằng có những cái bên đông y có những loại thuốc họ phải nhờ cái chất rượu
để mà nó dẫn, gọi là thuốc rượu, thì người ta cũng phải sử dụng. Nhưng mà cái người mà họ uống rượu á, họ uống cả cả nửa lít cả lít, còn mình uống thuốc thì chỉ sử dụng một muỗng canh, một cái ly nhỏ thôi, thì hai cái tác ý nó khác nhau. Một cái á, là uống để thỏa mãn cái phiền não, uống cho nó đã, uống cho nó say, và một cái tác ý là sử dụng một chút thuốc để đem đến diệt trừ những cái khổ đau của bệnh tật nó hành hạ. Thì mình phải có trí tuệ, mình phải phân biệt rạch ròi đâu đó rõ ràng, cái nào là mình sử dụng với cái thúc đẩy của phiền não, và cái nào mình sử dụng để có sự an ổn, có sức khỏe để tu hành. Thì nếu mà chúng ta phải phân biệt rõ ràng, chứ không phải mình cứ khư khư mình bảo thủ vậy là không đúng, phải không? Thành ra có những cái Đức Phật cũng chê trách, nhưng mà có những cái thì Đức Phật khuyến khích. Trường hợp cũng có hai vị tỳ khưu, một vị đi đường xa về, thì cũng sắp sửa quá ngọ rồi, nhưng mà Đức Phật cho vật thực để hai vị này dùng. Thì một vị nghĩ là nguyên một ngày nay mình đi đường xa quá, thôi bây giờ mình ăn miếng cho nó chống lại cái sự hành hạ của cái sự đói khát. Còn một vị thì nhất định là không dùng. Thì Đức Phật nói là hãy thừa tự pháp bảo, không có thừa tự tài vật. Nhưng mà tùy theo điều kiện. Bây giờ tôi thấy là nguyên ngày nay tôi chưa ăn, nhưng mà tôi thấy là không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, thì không ăn cũng đâu sao, phải không? Còn cái vị này do sức khỏe, cái vị này lớn tuổi hơn, điều kiện về sức khỏe nó khác hơn, thì vị này cần dùng để có được sự an ổn, thì vị này dùng. Cho nên á, ở đây chúng ta không nói rằng vấn đề ăn hay không ăn, dùng hay không dùng, nhưng mà chúng ta dùng như thế nào. Ở bên Bắc Tông nói là đói ăn mệt ngủ liền. Bây giờ đói ăn, nhưng mà mình ăn như thế nào? Ăn với trí tuệ, ăn với sự hiểu biết, ăn trong cái chánh niệm tỉnh giác, không có phiền não. Còn bây giờ đói ăn, nhưng mà trời ơi ăn gì mà ăn gì, trời ơi ăn gì đâu vậy sao ăn, ăn trong phiền não, ăn trong tham đắm, ăn trong tân hận, thì cái đó là không tốt. Kệ nó, giờ có gì ăn nấy, ăn để sống, để duy trì cái thân mạng này, để có sức khỏe, để tu hành, thì ăn trong giới hiểu biết đầy đủ, thì ăn với trí tuệ. Còn mệt ngủ liền, bây giờ mệt quá thì ngủ nghỉ là phải rồi, để cơ thể cho nó có điều kiện để nó phục hồi lại. Còn bây giờ nói mệt thì ngủ, ngủ ly bì xích xác, ngủ bao ngày, thì cái đó là ngủ ở trong cái sự tham đắm ô nhiễm của phiền não. Thành ra đó, chúng ta biết, thành ra khi nào cần thì chúng ta phải ấy. Bây giờ đó, ví dụ như mình đang tu tập, mình hành thiền, nó là cái điều, phải không? Nhưng mà bây giờ á, cái cơ thể nó bức bách, nó cần phải giải quyết cái vấn đề mà đại tiện chẳng hạn. Bây giờ nó đau bụng quá, nó cần phải đi vô nhà xí để mà giải quyết cái vấn đề này. Mà mình bây giờ nói không được. Bây giờ phải ráng chừng nào hết giờ mới đi. Vậy là mình bảo thủ cực đó, đó là sai. Nhưng mà mình hành thiền, bây giờ nói thôi trời ơi thôi đau quá mệt quá thôi nghỉ, nó cũng là được cực đoan. Thành ra cái dễ vui nó cũng cực đoan, mà cái
thủ chấp chặt, nó cũng là cực đoan. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta giữ giới, đi trên cái con đường trung đạo giới trí tuệ. Chúng ta biết lúc nào thì mình phải gìn giữ, và lúc nào mình phải uyển chuyển để gìn giữ cái sức khỏe, để có sự an ổn để tu tập. Đó là trí tuệ. Chứ Đức Phật không có khư khư, không có thấy. Ngài chính Ngài đã dạy cho mình đi trên cái con đường trung đạo mà, xa rời những cái cực đoan. Thành ra đó, dễ vui nó cũng là cực đoan, mà chấp thủ, bảo thủ cũng là cực đoan. Giới trí tuệ chúng ta phải biết thực hành như thế nào để đem đến lợi ích, thực hành như thế nào để đạt đến giảm thiểu, đoạn trừ phiền não. Đó là mới là đúng phương pháp và tu tập giới trí tuệ. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Như, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai Giác. Và con xin kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho Nguyên Như từng tận câu hỏi của con. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Và con không biết sư có mặt ở trước máy không, con xin kính thỉnh sư nên chia sẻ, và con xin kính thỉnh sư cho đạo tràng vài phút để mà thiền định bạch sư. Dạ, con không biết sư Thanh Tâm có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Thưa thì kheo Pháp Trang, và mới thấy cầm mic nhưng mà bị rớt. Thỉnh thì kheo chia sẻ vài ý về bài học hôm nay, kính thỉnh sư ạ. Không biết thấy, không biết thì kheo có trước máy không ạ? Rồi, kính thỉnh sư nha. Dạ. Anh làm một cách hai vậy. Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Không biết quý vị trong đạo tràng có nghe rõ không ạ? Dạ, khả thú. Dạ. Hôm nay thì nãy giờ thì chúng tôi mở máy thì chúng tôi cũng bận công việc bên ngoài, thì chúng tôi cũng không có máy, thì mới nghe đạo thanh tâm mời thì chúng tôi chạy vào. Thì kính thưa với quý vị, thì hôm nay thì cái đề tài thuyết giảng của Thượng Tọa Pháp Thanh nói về Tăng Chi Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh nói về cái về việc của lễ Uposatha, tức là cái ngày trai giới. Thì thật sự thì khi mà Thượng Tọa Pháp Thanh giảng thì chúng tôi cũng
không có chút máy thì chúng tôi cũng không có nghe được cái vấn đề đề tài của thầy trò Pháp Thanh chia sẻ như thế nào. Thì thật sự thì theo chúng tôi, cái sự hiểu của chúng tôi thì nó cũng còn có cái giới hạn. Do đó chúng tôi chỉ chia sẻ theo cái sự hiểu của chúng tôi về cái ý nghĩa của ngày của cái lễ của Posadha, tức là cái ngày giới. Thì ở đây cái ngày chay giới mà Đức Phật ngài đã dạy, nó được chia ra là nhằm 8 cái chi phần, tức là 8 cái điều học mà người Phật tử chúng ta, nhất là những người đã thọ trì bát quan trai, là chúng ta cần phải tu tập và thực hành 8 cái chi phần đó. Thì ở đây được gọi là 8 chi phần là người Phật tử chúng ta, nhất là những người đã thường xuyên thọ trì bát quan trai, thì chắc có lẽ là chúng ta cũng đều nắm rõ về 8 cái chi phần đó. Thì cái điều thứ nhất là được gọi là không sát sanh. Điều thứ hai được gọi là không trộm cắp. Và cái điều thứ ba được gọi là không hành dâm. Và điều thứ tư được gọi là không nói dối. Điều thứ năm được gọi là không uống rượu và các chất say. Và cái điều thứ sáu được gọi là không ăn phi thời, hay gọi là không ăn sái giờ. Và điều thứ bảy được gọi là không múa hát, hay là dùng những cái trang sức, hay là những đờn kèn nghe múa hát, chúng ta cần phải nên tránh xa. Và cái điều thứ tám được gọi là không nằm ngồi nơi những cái chỗ xa và chỗ quá sang trọng và cao quý. Thì ở đây người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được 8 cái chi phần này, thật sự khi mà người Phật tử chúng ta thọ trì quy giới, là tại sao mà chúng ta cần phải thọ trì quy giới, cần phải thọ trì những cái ngày bát quan. Dạ, Bố Phật. Thưa sư, sư bị mất rồi. Thôi thì tới đây cũng đến giờ. Xin thay mặt lớp học thành kính tri ân sư rất nhiều. Ước mong gặp lại sư vào tối mai nha, 9 giờ. 9 giờ lớp học có 9 giờ cho tới 9 giờ rưỡi. Xin lỗi, tới 10 rưỡi. Thì kính thưa đạo tràng, bây giờ mình tập thiền định vài phút nha. Bắt đầu bằng chữ niệm. Quý vị nhớ chữ niệm. Niệm là gì? Là sự ghi nhận hay biết gì đang xảy ra. Chánh là thật, là đúng. Cái pháp đang xảy ra đó, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên hành giả nó không có chấp thủ ha. Chỉ đơn thuần là quán sát hay biết thiện hay bất thiện. Thì từ mình học ra những bài học, mình rút kinh nghiệm để mình bớt khổ. Rồi mời quý vị niệm hơi thở. Dù ngồi hay nằm, thiền giả hít niệm, hít thở niệm thở gì đó. Hít vào thấy bụng phồng, thở ra thấy nó sập sập, thấy nó vô thường. Khổ, hít thở, thở mà không hít là khổ. Nó vô ngã, bắt buộc phải hít thôi, phải thở. Rồi mời quý vị niệm nha, hít thở. Còn nếu mà ý nghĩ khởi lên, hành giả niệm ý nghĩ ha, chuyện quá khứ niệm nhớ, cái gì sai sửa thôi.
không có trách, nếu trách thì niệm trách là trách rồi thấy nó sanh nó diệt.
Dạ, mô Phật. Kính thưa đạo tràng, kính thưa công đức tăng và kính thưa đạo tràng, 5 phút thiền định đã trôi qua, quý vị thấy sao? Thưa quý vị, cái pháp môn thiền định này nó hay lắm quý vị. Chánh niệm á, Đức Phật dạy đó, mình làm cái gì, làm một việc trong một lúc. Muốn làm được một việc trong một lúc á, là mình phải niệm. Thì để ý coi, khi đi quý vị gì niệm đi nè, trái bước, phải bước nè, thì rửa chén niệm, rửa, rửa nè, lái xe niệm, lái nè, ví dụ quét nè, thì niệm quét, quét. Bây giờ tập thử một thời gian thì quý vị sẽ thấy cái thân mình á, nó sẽ an, nó sẽ an. Mình làm việc cẩn thận, đàng hoàng, không có vội vã. Chứ không nha, chứ không niệm á, mình làm trong tâm tham không à. Để coi, lái xe mình cũng lái tham, lái cho nhanh. Rửa chén mình cũng rửa cho nhanh. Gặt rau mình cũng làm cho nhanh. Đó, mình làm nhanh là nó không có ổn. Còn mình có niệm, có chánh niệm á, thì cái nhất á, niệm thân á, thì thân mình nó sẽ được an, an ổn, nó được trong hiện tại. Thì thứ hai là niệm tâm, mà niệm tâm. Ví dụ là tâm mình quá khứ, mình nhớ, mình niệm nhớ, nhớ. Nhớ lại, nếu mà cái gì sai, xấu thì mình tự động nó sửa lại hết à. À, nó hay vậy đó. Ví dụ trong quá khứ mình làm gì lỗi lầm, nó nhớ lại, tự động nó sửa à. Mà nó sửa lại, nó thiện á, nó thiện trở lại, thì mình được an vui. Mình giận, mình niệm giận nè, giận nè. Quán tới quán lui, mình thấy nó. Giận là do nghiệp của tôi, nghiệp của tôi, tại tôi, từ từ nó hết à. Ví dụ như sợ, mình niệm dịch sợ nè, nhìn cho kỹ coi, cái sợ đó nhiều khi nó không có thật, mình do ảo tưởng thôi. Đó, mà khi mà giận nè, sợ nè, lo sợ nè, ham muốn, muốn nè, niệm muốn nè, nó dứt, nó ngưng liền à quý vị, hay lắm. Nên nó chữa được những cái bệnh tâm lý rất là hay. Rồi mình thấy nó khổ mình buông được nó. Thứ nhất là mình nói cái nghiệp của tôi, đây là nghiệp của tôi, lỗi tại tôi, nó hết liền à, hay lắm quý vị. Hay lắm, nó chuyển được cái nghiệp của mình ha, từ bất thiện thành thiện, từ thiện nó chuyển thành được an tịnh, rất là hay. Là khi đau, đau là cảm thọ, cảm thọ là khổ, đau nhất là khổ. Rồi, mấy cái đó cũng là vô thường, vô ngã à. Để coi, đau gì niệm đau, 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 tâm mình, thân tâm nó an liền à. Chứ không, khó chịu lắm. Như Đức Phật á, Ngài cũng già, cũng bệnh, cũng đau nhất à. Nhưng mà Ngài niệm, chánh niệm, tỉnh giác, hay biết thôi, đau chỉ là đau à. Nhờ như vậy đó, Ngài không có sân, không có sân si ha. Chứ không, mình mà không biết cái cách này mình nổi sân á quý vị, đau quá mình nổi sân á, và sân là rất là nguy hiểm ha, khổ mình khổ người, đi vô khổ cảnh. Nhớ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì từ từ á, thân tâm nó sẽ được an lạc, nó có khinh an, khinh thân, khinh tâm ha. Dạ, mô Phật. Thưa quý vị, buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ, kính chúc quý vị lúc nào cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời, và lúc nào cũng được an vui trong chánh pháp. Sau đây sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sanh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lại, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui.
Dạ, mô Phật kính chúc quý vị được an vui khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát, và ước mong gặp lại tất cả quý vị vào tối mai 9 giờ tối tới 10 giờ rưỡi giờ Hoa Thịnh Đốn. Kính chúc quý vị lúc nào cũng an vui trong chánh pháp. Dạ, kính chào tạm biệt quý vị nha, mô Phật.